mang những điều tốt đẹp đến cho cuộc sống của chúng ta. 33 hóa thân khác của Bồ Tát Quán Âm. Những hóa thân này không dựa vào kinh sách mà chỉ dựa vào tư tưởng hóa độ lục đạo kết hợp với 33 ứng hóa thân trên pha trộn với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Hoa mà tạo thành. Đó là các hồng danh gồm: 1. Dương Liễu Quán Âm, 2. Long Đầu Quán Âm, 3. Trì Kinh Quán Âm, 4. Diên Quang Quán Âm, 5. Du Hí Quán Âm, 6. Bạch Y Quán Âm, 7. Liên Ngọa Quán Âm, 8. Lan Kiến Quán Âm, 9. Thí Dược Quán Âm, 10. Ngư Lam Quán Âm, 11. Đức Dương Quán Âm, 12. Thủy Nguyệt Quán Âm, 13. Nhất Diệp Quán Âm, 14. Thanh Cảnh Quán Âm, 15. Uy Đức Quán Âm, 16. Viên Mạn Quán Âm, 17. Chúng Bảo Quán Âm, 18. Nham Hộ Quán Âm, 19. Năng Tiện Quán Âm, 20. A Nậu Quán Âm, 21. Vô Úy Quán Âm, 22. Diệp Y Quán Âm, 23. Lưu Ly Quán Âm, 24. Đa La Quán Âm, 25. Cáp Lị Quán Âm, 26. Lục Thời Quán Âm, 27. Phổ Bi Quán Âm, 28. Mã Lăng Phụ Quán Âm, 29. Hiệp Chưởng Quán Âm, 30. Nhất Như Quán Âm, 31. Bóp Nhị Quán Âm, 32. Trì Liên Quán Âm, 33. Sái Thủy Quán Âm, 12. Đại Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện thứ nhất, khi thành Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát Đệ Nhất Nguyện. Danh hiệu Tôi Tự Tại Quán Âm, Viên Thông Thanh Tịnh Căn Trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ hai, không nài gian khổ Quán Âm Bồ Tát Đệ Nhị Nguyện. Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi dông gió nhiều. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ ba, Ta Bà ứng hiện Quán Âm Bồ Tát Đệ Tam Nguyện. Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái Quán Âm Bồ Tát Đệ Tứ Nguyện. Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu như. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ năm, tay cầm Dương Liễu Quán Âm Bồ Tát Đệ Ngũ Nguyện. Nước cam lộ rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng Quán Âm Bồ Tát Đệ Lục Nguyện. Lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường giữ Quán Âm Bồ Tát Đệ Thất Nguyện. Chốn một hình ngạ quỷ súc sanh, cọp beo thú dữ dây quanh, Quán Âm thì hiện chúng sanh thoát nạn. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tám, giải thoát tù lao Quán Âm Bồ Tát Đệ Bát Nguyện. Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ chín, làm thuyền Bát Nhã Quán Âm Bồ Tát Đệ Cửu Nguyện, giúp cho người vượt khúc lên đên, bốn bề biển khổ chông chênh, Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ mười, Tây Phương tiếp dẫn Quán Âm Bồ Tát Đệ Thập Nguyện. Dòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng, tràng phan,
bảo cái trang hoàng. Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về Tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ 11, Di Đà Thọ ký Quán Âm Bồ Tát đệ đợt thập nhất nguyện. Cảnh Tây phương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống miên trường. Quán Âm nhớ niệm Tây phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ 12, tu hành tinh tấn Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện. Dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành. 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Án Mani Bát Di Hồng là một câu chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, tức là chân ngôn sáng rõ bao gồm 6 chữ. Đại Bi Tâm Đà La Ni là bài chú căn bản minh họa công đức chứng quả của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát do chính Ngài thuyết. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị nhớ nhấn nút thích và đăng ký để theo dõi những video hay tiếp theo nhé.